Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ hai ngày 21 tháng 3 năm 2022. Kính mời các bạn xem bản tin Putin bị sốc. Cựu Thủ tướng Nga đã nói về ông chủ của Điện Kremlin như thế nào? Đây là một người am hiểu về Putin. Ông Mikhail, 64 tuổi, là Thủ tướng Nga từ năm 2000 đến năm 2004. Ông chủ của ông ta hồi đó chính là Putin và giờ đây ông ta đã trốn đi vì lo sợ cho tính mạng của mình. Đây là hình ảnh cựu Thủ tướng Nga Mikhail Chodorkovsky. Chodorkovsky là người theo chủ nghĩa tự do, chỉ trích việc bắt giữ những người chống đối chế độ như Mikhail Chodorkovsky, sau đó đã bị Putin cách chức và tự tìm mình trở thành một nhân vật đối lập với Putin. Trong một cuộc trả lời phỏng vấn truyền thông Đức, ông ta giải thích cách suy nghĩ và hành động của bạo chúa Điện Kremlin. Vì lý do bảo mật, người ta không được tiết lộ nơi ông ta nói chuyện với báo chí, Kabetsky đã trốn đi vì lo sợ cho tính mạng của mình. Đây là hình ảnh độc tài Putin cho đầu độc nhà chính trị đối lập Navalny bằng chất độc thần kinh. Lời khuyên của ông ta kể từ khi Nga chiếm đóng Crimea là hãy cứng rắn với Putin, nếu không phương Tây sau này sẽ phải trả giá đắt hơn rất nhiều. Đó chính xác là điều đang diễn ra hiện nay tại Ukraine với việc Nga đưa hơn 200.000 quân tấn công và xâm lược nước này, gây ra cái chết của hàng ngàn người dân. Giờ đây, sau khi Putin xâm lược toàn bộ Ukraine, phương Tây đã đồng loạt phản ứng Nga với các biện pháp trừng phạt, cấm nhập khẩu và cô lập. Những hậu quả đối với Nga trước sự bất ngờ của Putin, như Mikhail giải thích rằng, Putin đã rất ngạc nhiên và sốc trước quan hệ đối tác giữa châu Âu và các đối tác xuyên Đại Tây Dương. Tuy nhiên, theo ông, không có khả năng cuộc đổ máu sẽ sớm kết thúc vì Putin rất hăng. Đây là hình ảnh ông Putin đưa quân chiếm đóng Crimea của Ukraine. Ông nói tiếp, tôi chưa nhìn thấy chiến tranh chấm dứt. Làm sao tới mức xảy ra việc Nga xâm lược Ukraine như vậy? Ông Mikhail nói rằng, tin tưởng chắc chắn rằng phương Tây đã quá mềm yếu với Putin. Vào năm 2008, các cuộc đàm phán về việc Ukraine gia nhập NATO lẽ ra có thể bắt đầu. Nhưng đặc biệt là Thủ tướng Đức khi đó là bà Angela Merkel đã phản đối mạnh mẽ. Phương Tây giờ đây chỉ có thể giúp đỡ trong việc cung cấp vũ khí cho Ukraine mà thôi. Đây là hình ảnh cựu Thủ tướng Đức Angela Merkel phản đối Ukraine gia nhập NATO. Ông Mikhail tiếp tục nói rằng, việc cung cấp vũ khí phải được tiếp tục và nhìn thấy ưu thế then chốt của Putin là các máy bay phản lực chiến đấu. Cái gọi là vùng cấm bay trên lãnh thổ Ukraine có thể hủy diệt con át chủ bài đẫm máu này. Khi đó, các máy bay chiến đấu của Nga sẽ không được phép cất cánh nữa. Và ông Kazanov cũng yêu cầu các nước phương Tây nên thiết lập vùng cấm bay, nhưng nếu Putin vẫn cho máy bay phản lực của mình bay, thì máy bay phản lực của phương Tây sẽ phải đánh chặn máy bay ném bom của Nga. Hậu quả có thể dẫn tới cuộc chiến tranh thế giới. Nhiều khả năng hơn là việc mở rộng các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với Nga để cho đất nước này không còn nguồn tài lực cho chiến tranh của mình. Đây là hình ảnh Ukraine yêu cầu phương Tây thiết lập vùng cấm bay để khống chế máy bay chiến đấu của Nga bay trên vùng trời của Ukraine và tàn phá đất nước này bằng ném bom, bắn tên lửa hoặc bắn đạn vào những khu dân cư, bệnh viện, trường học của Ukraine. Và chỉ có dầu khí thì mới giữ cho nền kinh tế Nga tồn tại được. Cựu Thủ tướng Nga cũng phân tích tiếp, ông Putin đang phải chịu áp lực rất lớn do các lệnh trừng phạt kinh tế cứng rắn. Tất cả người Nga đã cảm nhận được sự hạn chế này, chỉ có việc cung cấp dầu và khí đốt cho phương Tây mới còn giữ được sức sống cho nền kinh tế của Nga. Cũng theo ông Kasyanov, Cộng hòa Liên bang Đức đóng vai trò trung tâm. Ngay sau khi Đức cắt giảm mua dầu khí đốt, đồng rúp của Nga sẽ mất giá, ông nói tiếp. Mặc dù từ lúc chiến tranh xảy ra, đồng rúp của Nga đã mất giá gần 30% và tài sản của các nhà tỷ phú Nga cũng bị đóng băng ở nước ngoài. Đây là hình ảnh đường dẫn khí đốt dòng chảy phương Bắc 2 từ Nga sang Đức đã bị hủy bỏ ngay sau khi ông Putin cho quân tấn công xâm lược Ukraine. Phương Tây không nên dựa vào các cuộc đảo chính quân sự và những kẻ tài phiệt nổi loạn. Chính nền kinh tế Nga sụp đổ đang khiến bạo chúa Điện Kremlin gặp nhiều rắc rối nhất. Tuy nhiên, Kasyanov không trông chờ triều đại khủng bố của Putin sớm kết thúc.
Ông nói, Putin cần chiến tranh, ông ấy cần chiến thắng. Kính mời các bạn xem bản tin những ngôi sao sẵn sàng bán mình cho các nhà tài phiệt của Nga. Hàng triệu đô la đã được chi cho các buổi tiệc tùng sang trọng của các triệu phú Nga. Trong khi các nhà tài phiệt Nga sống trong cuộc sống xa hoa vô tư trong nhiều thập kỷ và phung phí hàng tỷ đô la của họ mà không cần kiềm chế, thì cuộc sống vô tư của họ giờ đây đã kết thúc. Các lệnh trừng phạt của châu Âu đang đánh mạnh vào các nhà tài phiệt với du thuyền và biệt thự đang bị tịch thu, tài khoản bị đóng băng và các tỷ phú thậm chí còn không có tiền để trả tiền, lò sưởi, tiền điện cho các biệt thự của mình. Đây là hình ảnh du thuyền trị giá gần 600 triệu đô la của nhà tài phiệt Nga bị Đức tịch thu. Trước cuộc chiến khốc liệt của Vladimir Putin, 69 tuổi ở Ukraine, những người bạn đầu sỏ của ông ta sống trong cảnh xa hoa và vênh váo, và nhiều ngôi sao lớn được hưởng lợi từ điều đó. Những người Nga giàu có đã chi hàng triệu đô la để đón các siêu sao bay tới biểu diễn cho đám cưới, sinh nhật, tiệc đêm giao thừa và các lễ kỷ niệm khác. Dưới đây là một số siêu sao đã được các nhà tài phiệt đưa đón và họ được hưởng một cách hậu hĩnh như thế nào. Janet Lawrence. Đây là hình ảnh của Lawrence, là người đã được các nhà tài phiệt đưa đón nhiều lần cho các bữa tiệc riêng tư của mình. Bữa tiệc này rất sang trọng, được tổ chức trong những khách sạn hoặc các du thuyền lộng lẫy. Jennifer Lopez, 52 tuổi, đặc biệt đắt giá nhưng cũng được giới tài phiệt đặc biệt ưa chuộng. Mikhail, 64 tuổi, đã chi tới 900 triệu euro vào năm 2016 cho đám cưới của con trai mình, một trong những đám cưới tốn kém nhất hành tinh. Đây là hình ảnh nhà tài phiệt người Nga Mikhail rất thích tiệc tùng xa hoa. Theo Gala, Kosev cũng đã mời Jennifer Lopez trong dịp này với số tiền 1 triệu euro. Và đây không phải là lần đầu năm. Năm 2006, nữ ca sĩ này đã được nhà tài phiệt người Nga Theman đặt trước cho bữa tiệc sinh nhật của mình với số tiền khổng lồ là 1,5 triệu euro. Một năm sau, chủ ngân hàng Nga Andrei đã chi tới 1,7 triệu euro cho bữa tiệc biểu diễn riêng của diva nhạc pop Sting. Đây là hình ảnh nhạc sĩ người Anh Sting cũng không ác cảm với các thu nhập của mình. Nhưng ông ta có cần nói không là câu hỏi được đặt ra. Theo tạp chí Gala, siêu sao Sting, 70 tuổi, cũng chấp nhận lời đề nghị của Mikhail và biểu diễn trong đám cưới lớn của con trai, Jai, 33 tuổi của mình, đã kết hôn với một sinh viên nha khoa bằng một trong những bữa tiệc tốn kém nhất thế giới. Theo tạp chí Forbes, Mikhail đã kiếm tiền từ các thương vụ dầu mỏ và dường như thích chi tiêu vào những bữa tiệc xa hoa với những nhân vật nổi tiếng. Eric Quy. Đây là hình ảnh Eric Quy, con trai của Julio, đặc biệt nổi tiếng với những bài hát tình tứ. Nhạc sĩ nổi tiếng tiếp theo được các nhà tài phiệt Nga như Mikhail mời tới là ca sĩ Eric Quy, 46 tuổi, với những bài hát tình tứ. Hiện chưa rõ nhà tài phiệt đã trả bao nhiêu tiền cho con trai của Julio. Với khối tài sản riêng ước tính tới hơn 5 tỷ euro, Mikhail có ngân sách rất lớn và hay chi cho những buổi tiệc tùng sang trọng như vậy. Lady Gaga. Đây là hình ảnh Lady Gaga giờ đây không chỉ là một thần tượng nhạc pop mà còn là một ngôi sao Hollywood thực sự. Roman, 55 tuổi, muốn bắt đầu năm 2014 bằng một khách mời là siêu sao rất đặc biệt, đó là Lady Gaga, 35 tuổi, để phục vụ cho bữa tiệc đêm giao thừa trên du thuyền sang trọng của mình. Ông ta đã đặt ngôi sao với giá tới 1,8 triệu euro. Đối với tỷ phú Abramovich, một trong những người giàu nhất thế giới, thì đây chỉ là chuyện vặt. Bạn tình chàng trai khi đó là Dara, 40 tuổi, đặc biệt là hài lòng với màn trình diễn ca hát của Lady Gaga. Nghe nói đây là một món quà dành cho bạn gái của ông. Mariah Carey. Đây là hình ảnh Mariah Carey được trả tiền hậu hĩnh cho những màn trình diễn riêng của mình.
Thậm chí cô ta còn đòi nhiều tiền hơn cả Jennifer Lopez. Theo tạp chí Daily Mail, nhà tài phiệt người Nga Valery Kogan đã trả tới 2,5 triệu USD để Mariah Carey, 52 tuổi, biểu diễn bài hát nổi tiếng tại đám cưới của cháu gái mình. Ngôi sao Hollywood Antonio cũng được mời tới dự đám cưới và đã có bài phát biểu chúc mừng cặp đôi mới cưới. Chắc chắn đây cũng không phải là một dịch vụ thân thiện và miễn phí. Enterzone. Đây là hình ảnh tài sản của ông Enterzone ước tính tới gần nửa tỷ đô la, nhưng Enterzone vẫn có thể được đặt cho các buổi biểu diễn riêng của mình. Siêu sao nhạc Enterzone, 74 tuổi, cũng được chào đón tới dự đám cưới cháu gái của nhà tài phiệt người Nga Kogan. Nghe nói Enterzone không bao giờ đòi dưới 1 triệu đô la cho các buổi biểu diễn của ông. Emmy. Đây là hình ảnh ca sĩ nhạc jazz người Anh chết vì ngộ độc rượu vào năm 2011. Theo tờ báo Daily Mail, một doanh nhân bí ẩn đã trả 1 triệu bảng Anh, tức là tương đương khoảng 1,2 triệu euro, cho buổi biểu diễn riêng kéo dài 2 giờ của Emmy, qua đời khi mới 28 tuổi ở Moscow vào năm 2010. Cho đến nay, người ta vẫn chưa biết doanh nhân đó là ai, nhưng trong số những vị khách có nhà tài phiệt người Nga Mikhail. Chuyến bay trên phi cơ riêng và chỗ ở trong một khách sạn sang trọng ở thủ đô nước Nga cũng được dành riêng cho nữ ca sĩ này.